Rồi, chào mừng các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì bên cửa hàng có nhận lãnh về một cái Toshiba, nhưng mà nó có hiện tượng là như thế này, là hiện tượng báo lỗi. Thì mình muốn cùng với các bạn đây sẽ làm cái máy này, cái hiện tượng báo lỗi là sao thì mình vừa mới trở về thôi, tại là nhà khách chặt quá không có cách nào làm được. Thì trước đây thì đã có những anh em thợ họ làm trước rồi đây, và cái đời máy này thì nó không có cái mạch đồng hồ hiển thị ở trên đây, chúng ta khó mà biết lỗi được. Nói chung là khi ghim điện vô thì chúng ta sẽ coi nó bị báo lỗi như thế nào để hiện biểu hiện là sao. Thì cái model mã máy này là AW A800FV. Thì cái đời này là đời xả tròn, thì cái đời xả tròn nó những cái căn bệnh mà nó hơi đặc trưng thì chúng ta cần phải nắm bắt. Bây giờ mình đã ghim điện ra rồi ha, ghim điện nè, sau đó mình sẽ bấm mũi ngỡ nguồn mở đây nè, đây bấm star đấy, vừa bấm mở nguồn nó báo lỗi luôn nè quý vị. Thì rõ ràng nó gặp vấn đề gì đây, thì cùng với mình chúng ta sẽ kiểm tra. Nó báo xong bây giờ nó tắt nguồn luôn, tắt. Bây giờ mình rút điện ra để coi bên trong nó là bị như thế nào nha quý vị. Thì chúng ta cần một cái tuôn vít để mở hết toàn bộ cái bo mạch lên, lật coi nó coi cái gì. Ở đây mình mở đằng sau lưng này, ở đây bên hông này, kể cả sau này mình sẽ mở luôn cả cái phần hông của cái máy này luôn, lật bo bo lên coi nó có bị cái gì không mà nó lại báo lỗi như vậy ha. Thì khi mà mở lên báo lỗi như vậy nè, thì chúng ta mở cái này lên, cái khóa ở đây nó bị dính luôn rồi ha quý vị. Thì rõ ràng nhiều khi nó bị là do nó chạm chập hay là do nó bị báo lỗi cái ổ khóa, cái khóa mà để mà giữ cửa đó, nó bị báo lỗi cái đó không chừng. Rồi cái bệnh mà thứ hai mà chúng ta gặp đối với cái máy này á là ở dưới á, nó có một cái gọi là cục xả. Thì cục xả nó hơi đặc biệt là xả này xả tròn, xả quay chứ không phải là xả cáp. Thì cái đời máy này giống như cái đời máy mà Toshiba hồi trước đây một hai ngày mình có làm cái video cho các bạn xem á nha. Thì bây giờ nó bị khóa rồi nè, cái máy này bị khóa, nó bị báo lỗi rồi. Thì làm cách nào để mà xử lý cho cái người khách này trong vòng là 24 tiếng thì mình phải hoàn thành. Một tay mình làm, một tay mình quay video cho các bạn xem. Đây, mở ra hết thì chỉ với các bạn xem cái cục xả mà xả tròn là như thế nào. Thì thường nó cũng sẽ bị hư cái tình trạng là cái xả tròn vậy, chúng ta phải là sửa lại cái cục xả đó hoặc là chúng ta thay mới. Thì quý vị biết tại sao mình phải đem nguyên cái máy này về không? Thứ nhất á, cái chỗ nó chặt quá mà mình làm á lại 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 khó. Thứ hai là cái anh khách á, thì anh cũng đang gấp công việc, anh không có ở đó để chứng kiến mình làm. Đây mình sẽ mở các bạn xem, các bạn xem nè. Thì cái này á, là đã được những cái người thợ khác sửa rồi, sửa thời gian trước rồi không biết bao lâu, nhưng mà đã hết thời gian bảo hành của họ thì cái anh chủ họ không có muốn làm nữa. Thì đây là xả tròn là như thế nào, đây cái xả tròn, đây xả tròn là như thế này, cái cần nó quay như vậy nè, nó kéo cái này ra rồi là xả tròn. Và nó bị báo lỗi như nào, có thể là báo lỗi ở trên cái bo mạch rồi nó bị như thế nào để kiểm tra lại ngay quý vị ha. Thì chúng ta mở nó ra, đây bây giờ đã mở ra rồi. Thì mình sẽ, tại vì một tay mình làm một tay mình ấy thì hơi khó, nó hơi khó nha quý vị. Đây có hai con ốc nữa. Cái camera này nó rất là nhỏ cho nên nó quay cận cảnh được luôn. Mình chọn nó nhưng mà chút xíu sẽ về cái làm cái trên máy vi tính mình phải chỉnh sửa lại nữa. Đây phải quay cho vậy các bạn xem nè. Thì cái hiện tượng này á, là cái máy mà A800 này thường nó có những cái lỗi đặc trưng, ví dụ như là lỗi phao hoặc lỗi xả gì đó, nó bị cái sự cố mà nó không có báo lỗi, nó không có cho hoạt động, nó ngừng lại để bể mà nó bảo vệ cái motor. Thì đây mình dỡ lên, các bạn nhớ dỡ hàng ốc sau lưng, đây có cái ngàm, ngàm nằm đây nè, mở lên cái là xong. Thì đây là con A800, nó có những cái bệnh đặc trưng này hơi khó ha. Đây mình làm có một tay à cho nên hơi khó. Đây thì cái này đã được mấy anh thợ họ đấu trực tiếp công tắc cửa này lại rồi, bản thân của nó đã bị rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra lại ha, trong này nó có bị chuột cắn gì không, mình sẽ kiểm tra. Chà, dây nhợ đây mấy anh này anh đấu tà le học me đã hết rồi, làm tự lư học dưa đây nè, đó một nùi đó quý vị, một nùi vậy luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tháo ra hết để coi lại dây nhợ đi như thế nào. Rồi quý vị, mình đã mở ra rồi. Các bạn để ý nè, kỹ nè, nếu mà kinh nghiệm mà mỗi một người một cái, ở đây nó có một cái 500,
Các bạn thấy không? Cái này 500 là 500 từ để mà chống cái tình trạng mà mở cửa giữa chừng lúc mà đang vắt để bảo vệ an toàn. Thì ở đây có một cọng dây. Mà cọng dây này đã được những cái anh thợ nào họ đã chế tác lại rồi. Các bạn thấy không? Đấu trực tiếp rồi nè. Thì rõ ràng đây mình cho coi đấu trực tiếp lại thì cọng dây này đúng ra nó có một cái 500 nằm ở đây. Nhưng mà họ đã bỏ mất nó rồi, họ đấu trực tiếp nó lại. Nhưng mà hôm nay nó bị hư một cái sự cố khác. Thì rõ ràng nó không phải là những cái vấn đề 500 với lại cái rờ le trên cái công tác cái cửa mà bảo vệ an toàn nữa. Công tắc cửa họ cũng đấu rồi. Kể cả cái cánh cửa rờ le bảo vệ an toàn ở đây họ cũng đấu trực tiếp rồi. Vậy mà tại sao máy vẫn bị báo lỗi? Và rõ ràng nó nằm ở những thiết bị khác, có thể là thằng này, cũng có thể là cái thằng ở dưới cái cục xả kia ha. Thì bây giờ các bạn sẽ chờ mình cố gắng xử lý nó. Thì trong vòng khoảng chừng nữa tầm một ngày mình sẽ làm cái video mới để mà sửa nó xong, xử lý nó hết để thử lại cho các bạn xem. Thì đó là kinh nghiệm đi sửa chữa nha quý vị ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem video này. Mình sẽ cố gắng để thực hiện video tiếp theo về cái sửa chữa cái loại A800 này. Máy giặt này nó bị báo lỗi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Rồi các bạn, mình đã làm cái bo mạch này nó bị báo lỗi chạm hồi sáng. Mình có kiểm tra rồi có đưa những anh em thật sự đó, những anh em thợ bo họ chuyên, họ thay cái linh kiện trong này nè. Bắt đầu nó mới im nè. Đó, các bạn thấy không? Trong cái camera mình đặt lên như vậy mình thấy nó chớp chớp vậy, thật sự do bên ngoài không có thấy. Đó, camera nó quay chớp chớp này nè. Chứ bên ngoài là không có thấy cái chớp chớp gì đâu. Nó giặt là bình thường. Rồi bây giờ đó là nước đang vô, mình chỉnh cái mực nước cao nhất. Nhằm mục đích đó là mình đây nè, mình chỉnh mực 53 nè, các bạn sau này sửa chữa vậy luôn, chỉnh mực nước vậy để mình nhằm mục đích là kiểm tra cái phao nó kín hay không. Với thứ hai cái ống phao á, cái ống phao nó có kín hay bị chuột hay là dán thì nó làm cho lủng cái ống nó bị mất hơi, thì mình thử mực nước cao nhất á là cho nó rõ ràng hơn để coi với là cái hai cái lực giặt của nó mạch hay không. Đây thì bây giờ mình đang thử nè. Thì mong sao mọi chuyện đã sửa chữa rồi, kiểm tra đâu đó đàng hoàng tử tế rồi, ốc yết rồi gia cố hết tất cả cái lại để thử. Thì cái trường hợp này các bạn lưu ý nha, những cái con mà con này nè, bo mạch này kia nó liên quan tới vấn đề công tắc cửa. Công tắc cửa nằm đây. Ví dụ các bạn thấy là khóa nắp an toàn cho trẻ em, các bạn nhấn một ngón tay nằm đây và cái tay còn lại các bạn nút nhấn nút khởi động cũng được là nó sẽ hiện lên, nó sẽ hiện lên cái khóa an toàn. Đó, các bạn thấy không, cái chữ khóa an toàn bắt đầu nó hiện lên thì nó chặt cái này lại rồi. Thì đôi khi cái trường hợp này mà nó hư cũng có là do nó chập chờn trong cái khóa này. Thì bây giờ mình nhấn thử lại coi nó có mở ra hay là không, chứ bây giờ đang cứng nè. À, thấy không, cái khóa này khóa lại nè. Thì bây giờ mình mở nha bằng cách mình nhấn cái nút bên đây và cái ngón tay còn lại mình nhấn ở đây đè nó cho đến khi nào mất cái đèn này thôi. Đó, nó kêu tít tít là cái đèn này mất, nó hết khóa nè, thấy không, đó nó nhả được rồi đó. Thì vậy thì các bạn kiểm tra lưu ý nha, tại vì thứ nhất nó có một cái công tắc cửa đằng sau, thứ hai là cái 500 để chống mở cửa này, với thứ ba cái khóa an toàn trẻ em nó nằm ở đây. Thì những cái khóa này các bạn phải lưu ý là phải cẩn thận, phải kiểm tra cho kỹ. Đấy, thì đó những trường hợp nó thường xảy ra với con A800 này. Với thứ hai là cái bệnh của nó xảy ra là cái bệnh mà cái cục xả kéo, xả tròn á, nó hay bị lờn hoặc là lâu ngày nó khô, nó kéo không có được. Trong đó có cái vi mạch điện tử nhỏ này nè, bắt đầu nó làm cho cái đó bị hư đi, lâu ngày nó hư đi, linh kiện cho nó chập chờn, nó dẫn điện lúc có lúc không, cho nên năm gia nó báo lỗi. Tại vì cái loại này trên đây nó không có cái mặt đồng hồ, mình không có biết cái lỗi của nó là lỗi gì. Ví dụ như là lỗi E hay là lỗi D, thì E là E mấy, D gì, thì bắt đầu những người thợ sửa bo người ta sẽ làm việc nó nhanh hơn, nó không có mất thời gian. Thì hiện tại bây giờ là cái máy đã giặt nè. Cái giặt mạnh ghê chưa? Đến luôn, rồi giặt đó. Giờ mình sẽ đợi cho nó hết tất cả các chương trình luôn để coi coi nó còn bị sự cố gì nữa hay không. Nha, rồi. Xin chào tất cả các bạn ở đây đã dành thời gian để xem cái video này. Sáng giờ mình đang cố gắng làm cái này cho nó xong, còn công việc khác nữa mà đành nán lợi gác lợi để giải quyết nó. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha.